Xin chào anh em, tôi là Hàm Rồng. Để tiếp tục cái series video chia sẻ kiến thức về phòng cháy thì bữa hôm nay tôi sẽ đi giới thiệu cho anh em ba cái lệnh trong AutoCAD, đây là layer ISO này, layer off này, layer on này. Thì ba cái lệnh layer này nó sẽ phục vụ cho anh em trong cái quá trình anh em bóc tách khối lượng về phòng cháy sao cho nó nhanh nhất. Thì ở đây tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ba cái bản vẽ tổng tiếp theo của cái video ngày hôm trước ấy. Thì ở đây trên cái mặt bằng bản vẽ này tôi đang thiết kế hệ thống exit sự cố thoát nạn trực tiếp trên cái file gốc này luôn. Thì bây giờ như anh em đã biết ạ, bình thường khi anh em nhận một cái mặt bằng, bất kể mặt bằng nào cũng vậy, thì khi anh em muốn bóc tách cái khối lượng ấy, thì thường thường là như thế này. Tôi giả sử như là ở đây tôi có các đèn sự cố nha, thì đây khối lượng của nó thì tương đối ít, thì bình thường thì anh em cũng sẽ đếm hoặc là sử dụng một clip cát. Đấy, clip cát đếm khối lượng của đây cũng là một cách. Cái thứ hai là tôi sẽ sử dụng cái là layer ISO hoặc là layer off để tôi ấn toàn bộ những cái linh tinh đi thì anh em có thể đếm nó một cách dễ dàng hơn. Đây thì bây giờ tôi cũng làm thử luôn cho anh em. Thì bây giờ tôi giả sử nhá, tôi muốn để lại cái phần là đèn sự cố này của tôi ở đây. Thì bây giờ ở dưới răng con măng này tôi sẽ giới thiệu trước cái trước tiên cho anh em, đó là cái layoff. Thì anh em gọi lệnh là layoff, enter. Đấy thì ở trong này thì anh em chọn vào những cái phần mà anh em muốn ấn đi. Tôi giả sử là cái đường nét ở đây tôi muốn ấn nó đi. Đấy, khi tôi nhấn vào thì nó tự động nó ấn luôn này. Đây này, bê tông này, ấn đi. Đường này cũng thế, tôi sẽ ấn đi. Đấy thì nó sẽ tự động nó ấn hết các thứ đi. Thì nhìn như thế này thì anh em phải dễ nhìn hơn. Còn các cái mục xanh ở đây này, cái phần là thang máy này, thì nó đang ở dưới dạng block, thế nên anh em chưa ấn nó đi được. Thì tôi cũng sẽ chỉ cho anh em sau. Đấy, như thế này thì anh em có thể đếm luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoặc là sử dụng cái phần đếm khối lượng, anh em quét cá là có thể là ra cả luôn. Bây giờ anh em bật hết các thứ lên bằng lệnh lay on. Anh em vẫn gõ lệnh dưới dòng command là lay on này, enter này. Đấy thì cái khung này nó đã hiển thị ra. Đây là cái trường hợp mà anh em sử dụng lệnh layoff là đối với cái trường hợp mà ví dụ như tôi chỉ muốn hiển thị được cái phần là đèn sự cố này lên, nhưng mà nếu mà các chi tiết ở đây nhiều thì tôi không thể nào mà tôi ấn từng cái một. Thì bên AutoCAD người ta cũng cho ta thêm một cái lệnh nữa, đấy là lệnh lay ISO. Thì đối với cái lệnh lay ISO này thì anh em có một phần lưu ý cho tôi, tức là nó chỉ ấn được những cái nào mà về phần layer thôi. Thế còn như là các đối tượng mà nó được đóng dạng block ấy, như thế này ở đây này, đấy thì anh em phải xử lý theo một cái khác. Thì tôi cứ làm mẫu cho anh em. Bây giờ anh em sử dụng lệnh lay ISO, có lệnh là lay ISO, anh em enter này, anh em chọn vào cái đối tượng mà anh em muốn để nó hiển thị lại. Ví dụ như là cái phần dây báo cháy này của tôi, phần dây báo cháy này của tôi anh em kích nút vào đây, enter, thì nó sẽ tự động nó hiển thị lại cái phần là lay ISO ở đây, tức là cái phần dây dẫn, cái phần dây mà anh em đã chọn. Anh em nhấn lay on để hiển thị lại như thế này. Anh em để ý cho tôi nhé, cái dây dẫn này của tôi nó không hề ở dưới dạng block luôn, nó chỉ là một netline. Đấy, bây giờ tôi sẽ thử sang là tôi đi hiển thị cái block này của tôi, tức là cái block về cái đèn sự cố này. Anh em kích đúc vào đây thì đây rõ ràng nó là một cái block nhá. Anh em để ý cho tôi nhá, dưới dạng block đó. Bây giờ để sử dụng được cái lay ISO trong cái dạng block này thì anh em vẫn gọi lệnh là lay ISO. Anh em enter cho tôi. Anh em enter xong thì anh em chọn vào đây, enter tiếp. Thì ở đây nó bị tắt hết toàn bộ là tại vì là cái mà đèn sự cố này của tôi thì nó đang ở dưới dạng block, nên khi anh em chọn lay ISO thì nó sẽ tự động nó tắt hết tất cả luôn. Thì bây giờ để có cách nào mà xử lý được cái phần này thì anh em phải kích đúc vào cái phần block này. Đấy, nó hiện ra một cái bảng này, anh em nhấn OK.
Bây giờ tôi muốn hiển thị ra được cái phần đèn sự cố này thì anh em vẫn sử dụng là lấy ISO. Anh em enter, quét vùng chọn, enter cho tôi. Xong rồi tắt đi. Lưu lại. Đấy, thì khi này ra ngoài á thì anh em cũng thể có thể thấy là cái phần đèn sự cố thì nó cũng đã được hiển thị ra ở đây. Có một cái lưu tâm đối với cái lệnh lay ISO ấy, tức là cái nào anh em muốn hiển thị ra cái phần tên cũng như là phần layer ấy, làm sao cho nó đừng có trùng nhau. Ví dụ như là cái đèn sự cố này của tôi đang trùng với cái tên của đèn exit, nhưng mà rõ ràng cái đèn exit này, cái phần chữ exit này thì chúng ta không muốn hiển thị ra, nhưng mà ở đây nó đang bị trùng tên. Mà đã trùng tên thì tất cả mọi thứ nó đều hiển thị theo cái lay ISO. Anh em lay on lại cho tôi. Đấy, tức là cái tên này này nó trùng với lại cái tên của cái đèn sự cố này. Thì anh em cũng có thể kiểm tra name nhá, name layer này. Anh em kích vào. Đấy, cái phần layer cũng là tên Suku. Đấy. Đấy là cái những cái mà anh em để ý là tránh việc trùng lặp. Đây. Rồi, buổi chia sẻ của tôi đến nay là kết thúc. Thì rất mong được sự đóng góp ý kiến của anh em. Ai thấy hay hãy like và subscribe cho tôi. Xin chào.